Chào bác sĩ, hôm nay chúng ta sẽ cùng hội thảo về mổ cây lâm sàng bệnh nhân trĩ thâm cổ mắt. Thì đây là bệnh nhân nữ 21 tuổi đến với phòng khám Gia Liễu Việt Đức vào 25 tháng 11 năm 2020. Bệnh nhân thì đã xuất hiện một cái quầng thâm mắt từ nhỏ rồi, tuy nhiên là tình trạng nhẹ hơn như thế này rất là nhiều ạ. Bác sĩ có thể nhìn thấy thế này. Thì tuy nhiên trước khi vào phòng khám 1 tháng thì bệnh nhân có xuất hiện tình trạng đó là đỏ, ngứa cổ mắt kèm theo là chảy nước mắt rất là nhiều, kéo dài trong vòng 1 tuần. Khi đó thì bệnh nhân có đi bệnh viện ở Hải Phòng khám và được chẩn đoán là viêm kết mạc. Thì tại đây bệnh nhân đã được kê cho thuốc chà mắt và bơm rửa mắt. Bệnh nhân cũng không nhớ rõ các loại thuốc. Điều trị được 1 tuần thì cái tình trạng đỏ ngứa cổ mắt của bệnh nhân hết hoàn toàn. Tuy nhiên cùng với cái thời điểm đó là xuất hiện cái quầng thâm mắt của bệnh nhân ở bên dưới càng ngày càng trở nên đậm và rõ hơn trước đây rất là nhiều. Trong vòng 1 tháng đấy thì bệnh nhân có sử dụng thêm kem dưỡng mắt, dưỡng ẩm thông thường ở vùng mắt tại nhà nhưng mà tình trạng thì không đỡ. Do đó là bệnh nhân tìm đến phòng khám Gia Liễu Việt Đức vào 25 tháng 11 để thăm khám và kiểm tra cái vùng mắt này. Thì vào ngày đầu tiên kiểm tra vùng mắt của bệnh nhân thì tôi nhận thấy đó là tình trạng quầng thâm mắt của bệnh nhân xuất hiện ở trên và dưới, trong đó cái mắt trên của bệnh nhân thì có một cái tình trạng giãn mạch nhẹ và thâm mắt cũng sẽ nhẹ thôi, còn quầng thâm mắt bên dưới biểu hiện mức độ nặng. Khi mà soi ra đối với cái quầng thâm mắt này thì thấy là có sự tăng sắc tố melanin cả ở lông và sâu thượng bì và trung bì, kèm theo đó là bệnh nhân có cả tình trạng giãn mạch cũng như là các nếp nhăn ở phần góc mắt trong ở mức độ trung bình. Các bác sĩ có thể thấy ở trên hình ảnh ạ. Đánh giá về tổng quan vùng mắt của bệnh nhân thì xương ổ mắt của bệnh nhân không trũng quá nhiều cũng như không có trũng lệ, kèm theo đó là không có thoát vị mô ổ mắt dưới, do đó có thể kết luận được là toàn bộ quầng thâm mắt này của bệnh nhân hoàn toàn là do vấn đề tăng melanin tại da. Do đó hôm vào 25 tháng 11 tôi có đi đến chẩn đoán đó là bệnh nhân tăng sắc tố mắt phải quầng mí mắt dưới do tăng melanin. Thì để điều trị cái tăng sắc tố mắc phải do melanin như thế này thì phương pháp điều trị tốt nhất tôi lựa chọn cho bệnh nhân đó là laser spectra bước 6164 và 595 nanomet tác động vào vùng mí mắt dưới. Thì cái laser spectra 1064 đấy sẽ bắn vỡ các hạt melanin thành những phần nhỏ và đào thải ra ngoài, thì do đó thì cái tăng sắc tố do melanin này sẽ giảm đi rõ rệt. Và sau 5 buổi điều trị thì với bệnh nhân này tôi chỉ định cho bệnh nhân 5 buổi điều trị, mỗi buổi cách nhau 2 tuần, vì cái quầng thâm mắt của bệnh nhân rất là đậm nên cái phác đồ điều trị 2 tuần là hợp lý và là tích cực để giảm thiểu cái quầng thâm mắt cho bệnh nhân một cách nhanh và tối đa nhất. Thì sau 5 buổi điều trị thì ở đây đây là hình ảnh của bệnh nhân vào buổi điều trị thứ 5. Các bác sĩ có thể thấy ở đây là mí mắt dưới của bệnh nhân quầng thâm đã giảm tương đối rõ rồi. Đây là mắt bên phải, đây là mắt bên trái. Đây là hai hình ảnh buổi đầu khi thăm khám và buổi thứ năm sau khi trị liệu, mắt trái và mắt phải. Đối với tình trạng như thế này thì sau 5 buổi trị liệu, đánh giá về mặt hình ảnh thì quầng thâm mắt của bệnh nhân đã giảm được 50% và bản thân bệnh nhân cũng thấy là giảm được hơn 50% rồi. Bệnh nhân cũng rất hài lòng với kết quả điều trị này. Tuy nhiên là bệnh nhân vẫn muốn cải thiện thêm hết hẳn quầng thâm mắt, trả về cái tình trạng mà sáng như hẳn trước đây, vì bây giờ bệnh nhân cũng thấy là còn thâm nhẹ một chút so với ngày trước khi bị tăng sắc tố. Thì tuy nhiên là bệnh nhân lại ở xa quá, ở tận Hải Phòng cơ, thì bệnh nhân lại không có thời gian đi lại là cứ 2 tuần một lần như vậy nữa. Thì bây giờ theo các bác sĩ thì chúng ta có thể là điều trị cho bệnh nhân bằng phương pháp nào để giảm thiểu số lần đi lại cho bệnh nhân mà vẫn mang lại hiệu quả được tối đa nhất ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng thảo luận một chút nhé. Vâng, thì như chúng ta cũng vừa nghe bác sĩ Ngọc chia sẻ một ca lâm sàng bệnh nhân này thì cái tình trạng bệnh nhân này thì như chúng ta thấy là sau 5 buổi đáp ứng laser khá là tốt, mà bệnh nhân vẫn muốn cải thiện nhiều hơn và quan trọng là bệnh nhân không có quá nhiều thời gian để đi lại. Đó thì theo tôi thì chúng ta có thể kết hợp ngoài laser, chúng ta có thể kết hợp thêm là dùng mesotherapy để đưa các tinh chất trị thâm vào để cải thiện thêm cái tình trạng của bệnh nhân. Vì cái tinh chất trong tinh chất ấy, thì sẽ có những dạng như là vitamin C thì sẽ làm ức chế melanin và giúp giảm thêm phần thâm cho bệnh nhân này. Ngoài ra nó còn giúp chống oxy hóa, như là chúng ta sẽ giải quyết được việc vấn đề là giảm cái nếp nhăn phía dưới mi mắt chuẩn nhân. Tiếp theo là caffeine thì sẽ giúp làm tăng tuần hoàn các vi tuần hoàn, rồi giảm cái tình trạng là bị ứ động tĩnh mạch hay là bạch mạch, nó làm cho là
ngoài là giảm cái phần thâm còn giúp cho cái tình trạng mắt không bị cảm giác không bị mệt mỏi hơn. Ngoài ra nữa là còn có các HA và các peptin thì sẽ giúp nuôi dưỡng và tăng sinh collagen, làm cho cái phần mô của dưới, của phần bọc mắt dưới cảm giác sẽ săn chắc và dày hơn rất là nhiều. Vậy thì đối với phương pháp mesotherapy này thì mình nên làm là khoảng bao nhiêu lần ạ? Và cái khoảng cách giữa các lần điều trị như thế nào ạ? Vâng, thì cái mesotherapy theo kinh nghiệm điều trị của tôi thì thường với bệnh nhân này thì chúng ta sẽ điều trị thêm khoảng 2-3 lần, và thời gian khoảng cách thì khoảng 3 tuần nó sẽ làm một lần, thì cũng sẽ rút ngắn được cái thời gian điều trị và cái đi lại bệnh nhân rất là nhiều. Theo tôi, phương pháp sử dụng mesotherapy như bác sĩ Long vừa nói thì cần nên kết hợp với lại laser spectra. Bởi vì nguyên nhân gì? Mesotherapy là cái phương pháp mà dùng một cái kim rất là nhỏ, chỉ như sợi tóc thôi, đưa những tinh chất vô khuẩn ở phía dưới mi mắt để cho có những cái tổn thương tối thiểu nhất. Như bác sĩ Ngọc vừa nói thì cái nguyên nhân ở trên bệnh nhân này là do tăng sắc tố melanin, do đó cái phương pháp sử dụng laser spectra là cái phương pháp rất là tốt. Phương pháp này thì là xâm lấn tối thiểu, tổn thương tối thiểu và rất là an toàn, giúp cho cái sự kết hợp của cả hai phương pháp này sẽ là phương pháp an toàn, hiệu quả và giúp cho bệnh nhân giảm cái đi lại nhất. Thế còn về cái chế độ chăm sóc của bệnh nhân thì hiện tại chế độ chăm sóc bệnh nhân này ở nhà thì bệnh nhân vẫn đang dùng cái kem dưỡng Simple loại dưỡng ẩm cơ bản đó. Từ trước và bệnh nhân có sẵn từ trước rồi, kèm theo đó là bệnh nhân cái chế độ chống nắng của bệnh nhân thì bệnh nhân chưa tuân thủ được cho tốt lắm. Hiện tại bây giờ bệnh nhân mới đang chống nắng ngay một lần thôi. Bởi vì công việc nữa, thế nên là một tuần thì bệnh nhân cũng còn phải thức khuya mà 2-3 ngày trong một tuần, trung bình là như thế. Tôi cũng đồng ý kiến, nhất trí thôi với cả ý kiến của các bác sĩ. Cái phác đồ điều trị để mà thuận tiện nhất cho bệnh nhân, vì là cái lý do bệnh nhân ở xa và công việc của bệnh nhân bận rộn này, thì cái phác đồ đấy là kết hợp cả laser spectra, kết hợp cả mesotherapy, nó sẽ tăng được hiệu quả cao hơn mà đồng thời rút ngắn được cái quá trình điều trị. Mà cái khoảng thời gian giữa các buổi thì nó sẽ rơi vào khoảng 3-4 tuần, tùy thuộc và phụ thuộc vào cái chế độ chăm sóc tại nhà của bệnh nhân như thế nào. Hiện tại thì chế độ chăm sóc của bệnh nhân chưa được hợp lý lắm. Thứ nhất là về cái kem dưỡng thì mình nên là kê cho bệnh nhân một cái loại kem dưỡng chuyên biệt dành cho mắt. Ví dụ như là cái dòng Amed Illuman, nó vừa có các cái hoạt chất để mà giúp ức chế tăng sinh tổng hợp melanin, nó làm sáng da hơn. Đấy. Và thứ hai đấy là mình sẽ bắt buộc là phải nhắc nhở bệnh nhân là phải chống nắng ngày 2-3 lần đấy, để mà nó duy trì cũng như là tăng được cái hiệu quả điều trị cho bệnh nhân hơn. Bác sĩ đang có góp ý gì cho không ạ? Vậy chúng ta sẽ thống nhất về case bệnh nhân này nhé. Thì để phương pháp điều trị bây giờ tốt nhất cho bệnh nhân là sẽ kết hợp mesotherapy và laser spectra theo tần suất là 3 lần, trong đó mỗi lần sẽ cách nhau là 3 tuần. Kèm theo đó là bệnh nhân nên sử dụng dưỡng Illuma tại nhà để làm sáng da và chống nắng bắt buộc ngày thứ 2-3 lần. Các bác sĩ nhất trí rồi đúng không ạ? Nhất trí. Cảm ơn các bác sĩ ạ.